Dạ, dạ, dạ. Thấy cô ăn mà bà thèm đúng không? Đó là do là chồng con không có cho gọi nhà trẻ. Đúng rồi, đi gọi nó ăn mấy cái đồ hại đó. Bởi vậy thôi, để bà bữa cơm có mắm ha. Là ba mẹ đó cũng có đầu lương, ba mẹ sống với ba mẹ bốn mấy năm đây có gì đâu. Con gấp mắm ha. Ví dụ người ta người ta dư tiền nhưng mà thấy người ta con khổ lắm. Trùm mu. Ăn bụp 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 ngon quá. Bây giờ là đỡ có mấy mà nó xuống đó đi được đúng người ta tuổi mấy chưa đi được con. Đi chứ ba 1-12 tháng mà đi được rồi. Gái đi con gái đi chứ con trai. Con giờ giờ con hãy đi từ Yến nó đi đâu. Một năm rồi ăn không có ăn gì đâu đâu có đi được. Nó bú sữa mẹ nó sao nó